chào mừng các bạn đã quay trở lại với Top Show Hàn. Hôm nay là giải trí Hàn Quốc có những thông tin mới và hot nhất nào? Thì ngay bây giờ hãy cùng chúng mình cập nhật nhé. Blackpink là một trong những nhóm nhạc hàng đầu K-pop sở hữu lượng lớn người hâm mộ. Các thành viên không chỉ lấy lòng fan bằng tài năng âm nhạc mà còn thu hút bởi nhan sắc xuất chúng. Ngoài ra thì bốn cô nàng còn có gu thời trang ấn tượng, tạo dấu ấn riêng trong lòng khán giả. Thứ nhất, Jisoo, váy công chúa. Từ khi debut thì Jisoo luôn khiến dân tình trầm trồ với visual chuẩn hoa hậu Hàn Quốc, chiếm cảm tình của người đối diện ngay lần gặp đầu tiên. Bên cạnh đó thì chị cả Blackpink còn gây ấn tượng bởi niềm đam mê bất tận với mẫu váy công chúa xinh xắn. Bình thường đã xinh đẹp khi diện các kiểu đầm nhan sắc của cô nàng lên hương bội phần. Những chiếc váy bánh bèo chưa bao giờ vắng mặt trong tủ đồ của Jisoo. Cô luôn biết cách phát huy thế mạnh ngoại hình cùng nhiều kiểu váy khác nhau. Nữ idol thường làm dân tình suýt xoa khi hóa nàng công chúa trong những chiếc váy xếp ly hay bèo nhốn bồng bềnh. Với thiết kế này, cô khoe nhan sắc rạng rỡ sang chảnh khiến fan u mê không lối thoát. Thứ hai, Rosé áo blazer. Không chỉ gây ấn tượng với giọng hát cuốn hút, Rosé tạo cảm tình trước mọi người nhờ nhan sắc xinh đẹp ngọt ngào. Sở hữu ngoại hình mảnh mai thon gọn giúp giọng ca chính của Blackpink cần được mọi kiểu váy áo. Bên cạnh những chiếc đầm nữ tính hay các set đồ trẻ trung, Rosé ghi điểm tuyệt đối trong lòng người hâm mộ với kiểu áo blazer. Có thể nói Rosé là nữ idol tích cực lăng xê mẫu áo này. Trong nhiều lần xuất hiện trước công chúng, cô luôn hóa thành quý cô sang chảnh cùng chiếc áo blazer. Với item này, Rosé có hẳn cho mình một bộ sưu tập với nhiều màu sắc chất liệu khác nhau. Người hâm mộ thường nhìn thấy Rosé diện những chiếc áo có màu sắc nhã nhặn như đen xám ghi, tôn vẻ ngoài sang trọng hiện đại. Ngoài ra thì những kiểu áo gingham ham bắt mắt cũng được cô nàng ưu ái. Diện item này thì Rosé luôn có cách kết hợp tinh tế đa dạng cùng áo sơ mi, áo bra và áo thun cả crop top. Thứ ba, Lisa áo crop top. Sở hữu ngoại hình cực phẩm, Lisa luôn khiến dân tình suýt xoa với những trang phục tôn dáng giống như các chị trong nhóm. Nữ idol chọn cho mình một item riêng. Em út Blackpink luôn tạo ấn tượng mạnh khi diện áo crop top khoe vòng eo con kiến. Có thể thấy cô nàng vô cùng ưa chuộng item này và chặt đẹp mọi thiết kế khác nhau. Không chỉ là những mẫu áo thun đơn giản, Lisa còn chọn cho mình kiểu áo lệch vai tay phồng. Lisa cũng từng làm mưa làm gió với set áo cardigan và bra của nhà mốt Alexander Wang. Diện mẫu áo crop top cô luôn có phong cách phối đồ đa dạng khi kết hợp cùng quần short, quần jean hay quần thể thao năng động. Đặc biệt thì tỷ lệ cơ thể 1:9 thương hiệu và vòng eo siêu nhỏ vạn người mê cũng là điểm mạnh giúp Lisa luôn tự tin khi diện kiểu áo này. Thứ tư, Jennie trang phục xuyên thấu. Như các thành viên trong nhóm, gu thời trang của Jennie chưa bao giờ khiến fan thất vọng. Cô nàng luôn gây thu hút với nhiều người bởi phong cách ăn mặc sang chảnh thời thượng và không kém phần quyến rũ. Mỹ nhân sinh năm 1996 không ngán các trang phục cắt xẻ táo bạo, xuyên thấu lộ đường cong hình thể. Ngoại hình hoàn mỹ cũng là một trong những lợi thế giúp Jennie gây ấn tượng dù diện bất cứ trang phục nào. Là thần tượng nổi tiếng toàn cầu, Blackpink luôn tạo sức hút riêng với gu thời trang ấn tượng của mình. Bốn cô nàng lăng xê những kiểu trang phục khác nhau, nhưng đều có điểm chung là xinh đẹp thời thượng và không kém phần quyến rũ. Bản tin của chúng mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video kế tiếp.